Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Trương Vân Nam. Hôm nay là một ngày cực kỳ vui và đặc biệt khi hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi. Và một ngày cực kỳ đặc biệt hơn nữa đối với khách hàng của tôi, đó là hai nữ tướng trong ngành bất động sản cực kỳ xinh xắn. Hôm nay tôi sẽ giao hai chiếc xe đó cho vị khách hàng cực kỳ đặc biệt đó. Nào, chúng ta cùng theo dõi nhé. Linh ơi, hôm nay bên mình có bó hoa tặng Linh nhân ngày nhận xe. Cảm ơn Linh đã tin tưởng và ủng hộ cho đại lý Mercedes. Hôm nay là ngày nhận xe của Thảo. Xin cảm ơn Thảo đã tin tưởng và ủng hộ cho Nam cùng đại lý Mercedes-Benz Hasako. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai anh em. Tham dự cùng buổi lễ giao xe ngày hôm nay thì bên đại lý Mercedes Hasako cũng có một vài bộ phận cùng tham gia để chương trình giao xe. Thì tớ xin giới thiệu, đây là anh Hòa, là chuyên gia sản phẩm. Anh Hòa giới thiệu. Mình là chuyên gia sản phẩm Mercedes. Thì trong quá trình sử dụng, nếu như mà hai bạn sau này có muốn hướng dẫn thêm cái gì về xe hoặc là những cái tính năng hệ thống trên xe thì mình sẽ cứ điện thoại lại cho mình. Anh Hòa chuyên gia sản phẩm. Tiếp theo là có bạn Liêm là bên cố vấn dịch vụ. Có thể hỏi về bảo dưỡng sửa chữa hay bảo hành thì liên hệ em qua số này. Vâng. Thì cả nhà mình sẽ chụp với nhau một kiểu nhé. Ngoài tớ sẽ là người hỗ trợ chính thì còn có rất nhiều bộ phận hỗ trợ các bạn trong quá trình sử dụng xe. Nếu có vấn đề gì mà cần hỗ trợ ấy thì gọi cho tớ hoặc là bất kỳ bộ phận nào ở trong công ty cũng được. Ok nhé, cảm ơn.